Chào mừng 500 anh em yêu chuyện đã trở lại với kênh Tìm Chuyện. Theo như đúng lịch phát hành thì chapter 1054 sẽ đến tay độc giả vào 22 tháng 7 này. Phải nói đây là một khoảng thời gian mòn mỏi chờ đợi vì còn quá nhiều thứ vẫn đang bỏ dở chapter 1053 vừa rồi. Với một chiến thắng không tưởng khiến cả thế giới phải chấn động, hàng loạt những tin tức nóng hổi lại càng khiến độc giả phải ngồi trên ổ kiến vì chưa thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ việc mất đi nã Luffy dường như chưa đủ để có thể đánh giá chính xác thực lực của anh Lù vào lúc này, cho đến việc bỗng đâu chiếc ghế tứ hoàng còn trống lại được đưa vào tay của một hải tặc không xứng tầm. Rất nhiều thứ đầy hoài nghi mà tác giả Oda đang thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta khi bắt phải chờ đợi tận một tháng mới có thể tiết lộ chuyện gì đã xảy ra trên khắp các mặt báo. Cho đến giờ thì cộng đồng One Piece dù không còn xôn xao như lúc đầu, nhưng chapter 1053 vẫn được độc giả thi nhau đem ra mổ xẻ hàng ngày như một món gia vị không thể thiếu trong khi chờ đợi chapter 1054 sắp tới. Video lần này mình sẽ tổng hợp lại những khúc mắc của độc giả về chapter 1053 vừa qua, đồng thời đưa ra nhận xét của mình cho các vấn đề đó nhé. Giờ thì bắt đầu luôn thôi nào. Vấn đề thứ nhất, Luffy, Kid, Loa có mức gì nã như nhau? Vì sao chỉ có Luffy trở thành tứ hoàng? Ngay từ đầu chapter 1053 là thông tin cho mức gì nã của bộ ba quái vật đã thành công trong việc hại bệ hai tứ hoàng. Cả Luffy, Kid và Loa là ba siêu tương tinh đã có công lớn nhất trong việc giành lấy tấm vé đến vị trí của các tứ hoàng, với mức chi nã đã từng treo thưởng cho những vị bá vương cũ là 4.611.000.000 và 4.388.000.000 Belly của Kaido và Big Mom. Chính quyền đã quyết định dùng chính tổng số tiền chi nã của hai tứ hoàng cũ trở thành tổng số tiền chi nã của Luffy, Kid và Law là 9 tỷ Belly. Tuy nhiên, việc mọi người vô cùng ngạc nhiên là cả Luffy, Kid và Law lại bị chia đều số tiền chi nã đó. Dù rằng với màn chi kèo đối đầu với Kaido và Big Mom là khác nhau, nhưng người đã tỏ ra bất bình vì cho rằng màn thể hiện cả ba là khác nhau, khi Luffy đã làm tốt hơn khi đã chiến thắng ngay trên sân nhà lãnh địa Kaido, đồng thời từ tay mình đấm thẳng Kaido vào sâu trong lòng đất. Không ăn ma nói kể cả về sức mạnh lẫn mức độ nguy hiểm có thể gây nguy hại trực tiếp đến chính quyền, Luffy giờ đây đã được các ngũ lão tinh phải thừa nhận rằng còn mới là mối nguy hiểm lớn nhất cho cả thế giới. Thế nhưng như trên các ngũ lão tinh đã nói, việc hai tứ hoàng bị hạ gục cùng lúc là chuyện chưa từng xảy ra và không còn có thể che giấu thông tin đó ra ngoài thế giới được nữa. Ít nhất việc có thể làm bây giờ là cố gắng không để thế giới biết về sự tồn tại của vị thần mặt trời Nika bằng việc để mất chi nã ngang nhau. Chính quyền muốn công bố cho thế giới biết rằng cả ba đều là những tên hải tặc nguy hiểm đã hạ gục hai tứ hoàng, đồng thời đưa chỉ duy nhất mình Luffy trở thành tứ hoàng sẽ khiến những kẻ đang dòm ngó ngôi vương đó nhắm tới Luffy trở thành mục tiêu để cạnh tranh. Việc đó sẽ khiến anh lùn nhà ta trở thành đối tượng chính để những kẻ sừng sỏ nhắm vào nhằm mượn tay tiêu diệt băng được cậu. Kế hoạch đó đáng ra sẽ vô cùng thuận lợi nếu như ông vua buôn chuyện Morgan làm đúng theo chỉ thị mà ngũ lão tinh đưa xuống. Tiếc rằng bằng nghề viết báo ăn tiền của mình, Morgan đã công bố luôn cả tấm hình chi nã của Luffy và trạng thái sinh năm thần mặt trời Nika lên khắp các mặt tờ chi nã. Điều đó đã gián tiếp đưa một phần sự thật của Joy Boy cho cả thế giới biết. Thật khó hiểu khi hàng trăm năm có thể kiểm soát thế giới, chính quyền lại chưa bao giờ tự mình xây dựng lên một hệ thống tin tức để thao túng luôn cả thông tin, điều mà đáng ra bất kỳ chính quyền nào cũng nên phải kiểm soát. Đó chính là lý do vì sao Luffy chỉ có mức chi nã ngang với Kid và Loa, nhưng lại chỉ có Luffy mới là người duy nhất leo lên được vị trí tứ hoàng. Vấn đề thứ hai, Morgan, ông hoàng làng buôn chuyện. Như đã nói ở trên, Morgan là một trong những hoàng đế của thế giới ngầm, là chủ tịch của hội báo truyền thông đi khắp thế giới, người được giới thiệu mang trái ác quỷ Toritorinomi, model chim hải âu. Morgan là người phụ trách truyền tin các tin tức cho thế giới, được chính quyền cung cấp thông tin và cho phép công bố ra khắp thế giới. Sẽ chẳng có vấn đề gì với màn thể hiện của ông vua báo lá cải này. Thế nhưng việc Morgan có thể khiến chính quyền phải bẽ mặt, kẻ có thể dám làm việc động trời thách thức cả chính quyền lại là một điều khó hiểu. Vì sao Morgan không phải là kẻ thuộc chính quyền, lại có thể được đảm nhận trọng trách quan trọng làm chiếc loa cho chính phủ, để rồi đáng lẽ những thông tin cần phải được sắp xếp một cách ổn thỏa là bị bung bét trên khắp các mặt báo. Vẫn chỉ thế nào giải thích nổi, vì sao với tiềm năng vô hạn của mình mà chính quyền đang thao túng, lại không thể tự xây cho mình một hệ thống thông tin cai quản khắp thế giới? Không thể nào ngũ lão tinh không nhận ra sức mạnh về thông tin có tầm ảnh hưởng rất quan trọng để có thể giữ vị thế của mình trước các quốc gia, đồng thời càng giúp bọn họ có thể tự mình kiểm soát các tin tức có thể bị tuồn ra ngoài. Lý do chính đáng cho việc mà chính quyền phải dựa vào hệ thống báo chí của Morgan để có thể công bố tin tức cho thế giới có thể là do lỗ hổng mà chính quyền đã vô tình bỏ quên, hoặc do Morgan là hoàng đế của thế giới ngầm với những mối quan hệ cùng với những thế lực mạnh mẽ trong thế giới ngầm. Chính quyền đã quá chủ quan khi dựa vào tầm ảnh hưởng mà Morgan có thể gây ra, để rồi để chính ông vua làng trồng cải này quay xe trên một vố vô cùng đau đầu. Vấn đề thứ ba, sự xuất hiện của cựu lãnh chúa Kozuki Sukiyaki, phụ thân của hiện tại Oden. Với việc Robin đã biết trước về vũ khí của đại Bluton đang được che giấu tại Wano, thông tin đó cuối cùng đã được tiết lộ về những gì được ghi trên khối đá Poneglyph tại Arabasta.
cùng với đó là sự trở lại của phụ thân Oden và cũng là ông nội của Shogun hiện tại, Momonosuke. Ông Sukiyaki vẫn sống và đóng vai là một ẩn sĩ với cái tên Tenguyama Hitetsu. Ông ta đã bị bè lũ Orochi giam cầm dưới mật thất của thủ đô Hoa. Nhưng cuối cùng dù thoát ra khỏi đó, thì ông đã lựa chọn trốn tránh trách nhiệm của mình khi để Wano bị rơi vào tay những kẻ tàn độc. Sống ẩn dật suốt bao năm và bảo quản những thanh danh kiếm của Wano. Vì sao cho đến bây giờ Sukiyaki lại chỉ thừa nhận mình chính là vị cựu lãnh chúa của nhiều năm về trước? Rõ ràng từ trước tới giờ, Nico Robin luôn được xem là người duy nhất có thể đọc và hiểu được những gì được khắc trên Bone Leaf. Giờ đây, với sự trở lại của phụ thân Oden, người đã truyền dạy về ký tự cổ đó cho Oden, đã trở thành người thứ hai có thể giải mã được sự thật về thế giới. Vì có thể giải mã những dòng văn bản đó vô cùng quan trọng. Chính nhờ có Oden đồng hành trong hành trình cuối đó mà Roger mới có thể tìm ra được hòn đảo cuối cùng Laugh Tale. Và Nico Robin thì đã gia nhập vào nhóm mũ rơm từ khi đặt chân vào Đại Hải Trình, đã giúp cuộc hành trình của Luffy mới có thể đi đúng lộ trình được định mệnh sắp đặt sẵn. Việc Sukiyaki xuất hiện trở lại, còn biết chính xác món vũ khí Pluton đang được che giấu tại đây, đồng nghĩa gia tộc Kozuki vẫn đang kế thừa bảo vệ cho món vũ khí cổ đại này. Vai trò của ông đang là người sẽ âm thầm giúp cậu bé Momo có thể kế thừa tất cả ý chí mà người dân Wano đang đảm nhận. Người sẽ giúp cậu bé Momo trở thành đồng minh đắc lực sau này cho Luffy, cũng sẽ giúp cho cậu nhóc có thể hoàn thành hết trách nhiệm cho việc đem bình minh đến với thế giới. Vấn đề thứ tư, sự xuất hiện của đô đốc bộ lục Ryukyu. Mang sức đau lôi chuyện cho một trong những kẻ mạnh nhất của hải quân chính là thông tin đầy nóng hổ của chapter 1053 vừa qua. Pha mở màn đầy ấn tượng thể hiện sức mạnh của một đô đốc đã khiến rất nhiều độc giả phải đánh giá lại tiềm lực sức mạnh thật sự mà hải quân đang nắm giữ. Đô đốc bò lục hay còn được biết với cái tên Aramaki từng là một trong những nhân vật được nhiều độc giả hóng chờ sẽ có màn debut cực kỳ hoành tráng. Quả thực tác giả Oda đã không làm chúng ta thất vọng khi xây dựng một nhân vật vừa mạnh mẽ nhưng cũng đầy cực đoan, đánh tan các hình ảnh giả thuyết cho một đô đốc có lý tưởng công lý khác lạ. Aramaki lại là một fanboy chính hiệu của thị sư đô đốc Sakazuki. Với tác phong thích chơi trội, quả quyết và thích thể hiện bản thân, ông ta đang cố gắng viết một bản thành tích tốt bằng cách tự mình thách thức với những kẻ vừa mới hại cuộc các tứ hoàng. Dù rằng với năng lực cực kỳ bá đạo, có thể tự biến mình trở thành những rễ cây, vừa có khả năng tác động lên các thực vật xung quanh môi trường, một loại năng lực mà chỉ có những trái quỷ hệ gian thần thoại mới có thể làm được. Ông ta có khả năng biến đổi một vùng đất cằn cỗi trở thành nơi đâm chồi sinh trưởng mạnh mẽ, vừa lại có khả năng hút cạn sinh lực của bất cứ thứ gì đâm phải. Liệu rằng với màn trình diễn đầy ấn tượng ấy, thì ông ta sẽ có thể làm khó được một Luffy đang ở đỉnh cao sức mạnh như bây giờ hay không? Hay ông ta sẽ góp phần đưa Wano trở về lại vùng đất chủ phú của hàng chục năm về trước? Dự đoán rằng nếu không có những cú quay xe đầy bất ngờ của Thánh Oda, thì cho đến giờ việc đô đốc bộ lục đang cố tình thể hiện của chapter gần đây là nhằm chỉ bắt Luffy và lực lượng đồng minh để có thể giành quyền kiểm soát đất nước Wano về cho hải quân. Nếu như bộ lục trong quá trình đối đầu với Luffy đã vô tình sử dụng năng lực khiến cho Wano được biến đổi trở thành một vùng đất tươi tốt, sẽ càng là điều thuận lợi cho người dân tại đây. Vấn đề thứ năm, chú hề bất kê trở thành tứ hoàng của biển cả. Điểm nhấn của chapter 1053 chính là thông tin đầy bất ngờ khi ông vua chém gió lại trở thành một tứ hoàng, sánh ngang với các vị bá vương biển cả đương thời. Việc mất đi vị thế của hai tứ hoàng Kaido và Big Mom trong cuộc chiến ở Wano và sau đó là cả Luffy và Bucky lại là người giành lấy chiếc ghế tứ hoàng đã khiến mọi độc giả phải bất ngờ về điều đó. Việc Luffy có thể trở thành một tứ hoàng là điều dễ hiểu, có thể đoán trước được. Nhưng với một kẻ dù đã xuất hiện rất sớm trong One Piece, vừa tỏ ra mình là kẻ bạc nhược, hèn hạ và yếu đuối, lại trở thành một tứ hoàng là một thông tin cực kỳ khó hiểu. Cho đến giờ thì đó vẫn là điều bí ẩn khi chính quyền đã quyết định nhường lại chiếc ghế tứ hoàng đó vào tay kẻ ăn may bậc nhất trong chuyện. Từ trước cho đến giờ, Bucky luôn được xây dựng là một nhân vật hài hước và có năng lực chịu hồi phước lành của Thánh Oda, một người cũng có quá khứ và mối quan hệ với rất nhiều hiện tại đi trước. Nếu xét về sức mạnh và năng lực, thì có thể nói thậm chí chú hề Bucky còn có khả năng sử dụng thành tục Haki gió vương của mình hơn cả Usopp, người cũng đã có biệt danh God Usopp cho riêng mình. Thế nhưng đó là tất cả những ưu thế mà Bucky có được, chưa từng được tiết lộ thêm về khả năng chiến đấu, cũng như quá khứ không hề có tiềm năng trở thành một hạ tặc mạnh mẽ. Gần như ngôi vương mà Bucky có được đang có sự can thiệp từ bàn tay của kẻ quyền lực. Hạt ông vua hề đang được sắp đặt trở thành con cờ của chính quyền thế giới, nhằm cứu vớt lại vị thế sau những sự kiện chấn động vừa qua. Việc mất cân bằng giữa tam đại thế lực, Thất Phu Hải bị bãi bỏ, tứ hoàng giờ đây đang bị xáo trộn, hải quân đang liên tục phải xử lý những thông tin bất lợi, đã bắt chính quyền đi một nước đi liều lĩnh để có thể ổn định lại tình hình thế giới. Những tứ hoàng như Râu Đen, Sang và cả Luffy đều là những người không thể bị kiểm soát, thế nên đưa Bucky trở thành tứ hoàng sẽ giúp chính quyền có thể dễ dàng hơn cho việc đối phó các tứ hoàng về sau. Với rất nhiều thông tin mà sắp tới sẽ được Oda giải thích rõ ràng hơn, kỳ nghỉ dài hạn một tháng sẽ chuẩn bị cho cuộc hành trình cuối của Luffy. Đó chính là lúc mà bí mật thế giới chuẩn bị được đem ra ánh sáng. Những con bài tẩy của các thế lực đã bắt đầu hành động. Hồi sau chuyện đã bắt đầu vào giai đoạn gay cấn.
Chính vì thế, chapter 1053 đang hé lộ rất nhiều thứ để dọn đường cho cuộc chiến lớn nhất từ trước tới giờ sắp sửa được xảy ra. Và đó là những nhận định của mình về các thông tin đầy chấn động vừa rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên đăng ký và like để cập nhật video sớm nhất nhé. Tạm biệt!